Xin chào mọi người, mình là Phạm Thế Tuyệt, rất vui mọi người gặp lại. Và đây là em giới thiệu đi. Chị là Huy Anh. Hôm nay mình đồng hành cùng anh Phạm Thế Duyệt để review đôi sneaker kỳ hot ngày hôm nay. Chính là đôi Yeezy 350 V2 có phối màu mang tên True Form. Đây là túi của Snipes. Túi này em mua Snipes, em mua ở đâu? Em mua ở Snipes ạ. Nghĩa là sáng đi xếp hàng mua luôn. Đúng ạ. Xếp hàng bao tiếng? Nói em phải xếp hàng được 3 tiếng mà 3 tiếng đi đông luôn. Hàng người dài bao mét? Phải hết một con phố. Hết một con phố. Mà toàn Trung Quốc. Sói người Việt Nam hôm nay mua con Hyperspace thì sao? Sói hàng người Việt Nam cũng phải ngang 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 người chơi tận 5 cửa hàng ở Hồng Kông, mà cửa hàng nào cũng như thế. 5 cửa hàng? 5 cửa hàng rồi. Là chị em nói. Ok. Nhìn lên tay công nhận các hàng ở trên này của mấy cái bọn Easy Mafia đúng không? Chắc thấy ở ngoài này có thật. Tại vì nhìn sau ấy nó màu. Cái ảnh nó đăng như thế nào? Cái ảnh nó đăng là nhìn nó bị mờ đúng không? Đúng ạ. Cụ thể thì đây là ảnh quảng cáo lúc ban đầu, còn đây là ảnh thật, các bạn có thể nhìn thấy rõ sự khác nhau đúng không? Thì đối với bạn nào không biết thì hôm nay là thứ bảy ngày 16 tháng 3, hôm nay phát hành 3 đôi, theo kế hoạch là 3 đôi. Nhưng mà 3 đôi này thì chỉ một đôi là chỉ châu Mỹ mà mua được, còn một đôi là chỉ đôi này là chỉ châu Phi à? Châu Âu. Đôi này chỉ châu Âu là mua được. Và một đôi Hyperspace thì các bạn biết rồi, là cái đôi màu trắng gần giống đôi Static thì chỉ ở Việt Nam, à không phải, chỉ ở châu Á mua được. Trong ba đôi đấy thì em nhận xét như nào, em có cảm nhận như nào về ba đôi đấy, đôi nào là đẹp nhất và đôi nào là xấu nhất? Thực ra thì em thấy đôi True Form này là đôi đẹp nhất, tại vì cái màu của nó cực kỳ trung tính, nó không bị quá đà như là đôi Clay ở bên châu Mỹ, ở bên Mỹ đúng, và không bị nó nhạt nhàm chán như đôi Hyperspace ở Việt Nam. Đúng. Đôi Hyperspace nhàm chán như nào? Ấy, thực sự nó không có điểm nhấn ý. Đôi này thì nó dựa trên là cái mẫu của Static, nhưng mà nó có một chút về neo ở đây. Thậm chí còn có những người còn gọi đây là Beluga V3 nữa. Nhìn chung nó khá giống. Đúng, đúng, gần giống màu Beluga thật. Cái đôi, theo cảm nhận của anh ấy, thì đôi Space, đôi mà Hyperspace, thì đôi đấy nó, cái màu nó nhìn xa ấy, trông rất giống của Static đúng không? Chính xác. Thế nhưng mà nó lại không có cái độ long lanh của Static, tại vì nó, cái vải nó vẫn là cái vải mềm mềm, kiểu như là Flyknit, không phải Flyknit, Flyknit, đúng không? Đấy, nó chỉ khác đúng một tí là nó có cái chỗ này là hơi có màu còn đầu tiên đôi Static, nó không đẹp đôi Static. Còn đôi Clay thì theo nhiều người như em đúng không? Em bảo là đôi chói quá đúng không? Chói quá. Rất nhiều người bảo là chói quá. Thế nhưng mà quan điểm mà anh thích những cái màu nổi nổi tính, anh hơi thích cái gì gì thì anh thấy màu cũng tương đối đẹp. Đấy. Thế nhưng mà so với màu này thì nói chung là ngang ngửa, nhưng nhiều người hầu như là thấy đa phần là người ta nói cái màu này đẹp hơn. Tại vì cái màu nó không nổi quá. Mà cũng không kiểu nhặt nhẹo quá như cái đôi Việt Nam. Nhưng mà ở Việt Nam mọi người bắt đầu đi xếp hàng vào ngày từ hôm thứ hai. Từ hôm thứ hai đúng không? Có ảnh từ hôm thứ hai luôn, mà nhiều người đi ngay từ hôm thứ hai luôn. Em xếp hàng xong rồi ngủ đấy luôn. Còn bên này thì em xếp hàng từ mấy ngày? Em mới chỉ xếp hàng đúng 3 tiếng. 3 tiếng rồi. Đúng 3 tiếng rồi. Nhưng mà lúc đến là có bao nhiêu người rồi? Lúc đến chỉ có chắc là 10 người. Nghĩa là tất cả mọi người đều hôm nay đến xếp hàng đúng không? Đúng ạ. Nghĩa là không cần phải xếp hàng như Việt Nam. Qua đây như Việt Nam. Còn hôm nay thì mình không xếp hàng, nhưng mà mình cũng mua được tương đối nhiều. Bình thường ấy thì những đôi cũ, đôi những cái đôi mà Static, không phải những cái đôi mà Easy cũ, 350 cũ ấy, thì mình ví dụ đôi 700 mua đôi chẳng hạn, hay là tất cả đôi 350 thì mình chỉ cần ngồi nhà để mua của Adidas, thường mua đến Adidas thì mình phải đợi khoảng 30 phút. Đấy, thế nhưng mà đôi này thì công nhận là tại vì nó phân chia theo vùng ấy, mỗi vùng là chỉ được, mỗi đôi là chỉ từng vùng mà mua thôi. Thế nên ra là hôm nay có vẻ là nhiều người mua hơn, đâm ra là ít số lượng ít hơn ấy. Thế là mình phải đợi khoảng 1 tiếng rưỡi thì mới mua được, bắt đầu mua được. Mà mua thêm ở một số cái trang web bên ngoài nữa thì cũng được tương đối nhiều. Thế nhưng mà hàng của mình thì phải tuần sau cơ, tại mua online mà tuần sau mình mới nhận được. Và hôm nay thì rất may là có một em là người xem trên kênh. Và em đến đây thì hai anh em sẽ cùng chụp ảnh với nhau. Một số cái bộ ảnh có thể nói là nó nghệ thuật một chút, tại vì em mới thấy là thích nhiếp ảnh. Và em thì đi xếp hàng để mua luôn, nên là hôm nay là mình có giày trên tay ngay tại hôm phát hành luôn. Và chắc là lát nó về là chỉnh sửa luôn và đăng ngay ngày hôm nay. Có thể là sáng Chủ nhật các bạn có thể có video để xem luôn. Về màu sắc của đôi này ấy, thì là nó là màu xám như kiểu màu lông chuột. Và họa tiết
họa tiết các bạn thấy là trên đây thì gần như là giống đôi static. Từ cái thời của đôi static là những cái đôi nó hầu như có họa tiết như này. Thế nhưng vải cảm giác nó mềm hơn một chút. Cái chỗ này thì nó cũng được làm thêm màu này. Đó. Đế boost được làm thêm màu, có thêm màu, đây là màu gì? Màu cam hay màu hồng? Điêu màu. Điêu cam. Đúng không? Với cái màu này thì các bạn nhìn rõ được độ dày của đế luôn này. Đây nó chỉ được sơn. Đầu tiên mình nghĩ là nó sơn cả đế cơ, hoặc nó dùng boost hồng hay boost cam gì đấy. Thế nhưng mà thực ra nó chỉ sơn chỗ này thôi, sơn ở ngoài. Và bạn thấy là nó có viền đây này. Đấy là cái viền mà sơn. Còn đâu ở dưới tất cả vẫn là màu trắng như bình thường. Đế này là đế. Cái này là màu nâu xám. Màu này thì nâu vàng. Màu này đi không sợ bẩn. Cái này bây giờ nhìn cầm tận tay mới nhìn thấy cái điểm này. Là nó có thêm một cái phần thêu đây. Và có những cái sọc màu vàng. Phần này có họa tiết khác với những cái chỗ còn lại của đôi giày. Đây là những cái ô cửa sổ kiểu như giống cái tòa nhà Bauhaus mà mình đang quay đây. Đây là di sản văn hóa của thế giới. Là cái chỗ mình đang học, trường, ngôi trường mình đang học. Đó. Rất đẹp. Với số lượng chỉ 40.000 đôi nhưng mà được release ở từ khu vực một như châu Mỹ, châu Âu và Việt Nam, cho nên độ hype của đôi Yeezy Chu Phong này vẫn là rất là hot và được rất nhiều mọi người quan tâm đến. Và với những ai mà thích một cái màu rất là trung tính và là fan của Yeezy thì đây là một đôi phải must cop. Theo mình ấy, thì cái đôi này so với những đôi như là Static chẳng hạn thì nó không phải là vượt trội hơn hẳn. Nó có cái nét đặc biệt nó không vượt trội hơn hẳn. Thế nhưng mà cái mà sẽ làm nó đắt hơn những đôi khác ấy, là tại vì nó chỉ được các bạn ở châu Á thì không thể mua đôi này, kể cả đi xếp hàng cách tầm 20 ngày cũng không mua được, chỉ châu Âu mới mua được thôi. Hoặc là các bạn phải bắt máy bay sang đây để xếp hàng mới mua được. Và mình ví dụ như mình thì mình không thể mua được đôi Hyperspace mà mình chê là xấu, nhưng mình không thể mua được. Với lại cái đôi đấy thì mình chỉ được nhìn trên ảnh thôi, phải nhìn tận mắt thì mới biết là xấu hay đẹp, nhưng mà cảm nhận trên ảnh thì mình thấy như vậy. Còn so với cái đôi mà phát hành gần đây nhất là đôi Static, đôi mà điện ấy, đôi mà giật điện ấy, thì là đôi này nó có một cái thiếu sót hơn một chút. Nó không bằng một chút là dây nó không được phản quang. Và nó cũng không. Còn so với cái đôi Static mà 3M mà toàn bộ thân giày thì tất nhiên nó không bằng được. Tại vì là cái thân này nó cũng không để phản quang được. Nó chỉ có đúng một chi tiết phản quang là ở cái đít này thôi. Ba cái que ở đít này thôi. Đó. Điểm nhấn nữa là có cái này, có cái dây này màu khác màu, gần như tương đồng với cái đế. Nói chung đôi này thì phối đồ thì mình nghĩ là cũng không hẳn dễ mà cũng không hẳn khó. Nhưng mà ưu điểm của nó là sạch, đế này không sợ bẩn rồi, chắc chắn rồi. Còn cái thân thì nó cũng không bị tối quá, nó không bị sáng quá, nó không bị chìm thôi với quần áo. Thế nhưng mà nó không sợ bẩn. Đấy là những cái cảm nhận đầu tiên của mình về đôi giày này khi được cầm trên tay. Còn bây giờ trời tương đối tối rồi, tại vì hôm nay Huy Anh phải đi rất là xa mới đến được đây. Không đến nơi thì cũng bây giờ là 6 giờ tối rồi, nên là mặt trời gần xuống rồi, bọn mình chắc không thể quay lâu nữa. Thế nên là bây giờ mình sẽ quay cảnh trên chân và trên thân để mọi người tham khảo. Đi về có gì lại ghép thêm lời vào. Đây là ảnh trên chân của 350 Trueform độc quyền ở châu Âu và một vài bức hình bọn mình đã chụp ngày hôm nay. Đôi Vapormax Plus cá mập mình đã hứa với các bạn sẽ sớm được lên sóng vào một ngày nào đó trong tương lai. Đôi giày tiếp theo sau 350 dự định sẽ là đôi cá coi nổi tiếng của Asics. Và đó là video ngẫu hứng của ngày hôm nay. Nếu thấy video hay, các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông độc quyền bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo cho nội dung tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn mọi người gặp lại.